là chủ nhà. Dạ. Có nghĩa là gì? Mình sẽ trụ ở đây suốt mùa, sau đó đàn áp những khách mời. Wow. Chúng ta phải có chiêu, cũng phải có những cái trick, những cái trap, trick. Trick thì biết còn trap, trick là cái gì anh? Là những cái chiêu trò để mà nắm làm sao mà chèn ép giật dọc. Riêng về cái vụ chèn ép giật dọc là dạ là giỏi rồi. Quá giỏi. Dạ. Đó. Không có đâu. Thì đó là vậy mà. Ủa sao tụi mình ác vậy? Người ta trả lương cho mình đi làm chuyện ác vậy? Thôi đi về. Em đi về đi em. Còn mình với chị đúng rồi, chị em mình vẫn đó. Ở đây nè. Đó, em về đi. Rồi em không ngờ hai người gì đồng tiền mà như vậy luôn đó. Không, đâu phải. Dạ, nói vậy là sai rồi. Đúng. Thứ nhất, riêng về Khoa không phải vì đồng tiền mà đến đây, vì tình yêu của khán giả nên Khoa mới đến đây. Dạ. Đúng không? Thứ hai, Harry không phải vì đồng tiền mà vì yêu cái công việc mà cô ấy là nằm trong tim cô ấy mới đến đây. Đúng giờ. Dạ, con dạ. Em đến đây vì cái tâm của mình, em không thể nào đi hại người được. Trời ơi, cấn cấn cái gì vậy? Dạ, em nói câu đó em không có bị khửng à. Dạ, bị khửng là gì chị? Khửng. Không. Bị khửng. Khửng. Dạ. Ok. Dạ, không có bị khửng. Vâng, cái này đấy anh Giang chọc thôi. Em mà biết chị là con quá. Người tốt mà. Chị tốt lắm, chị sống luôn mang tới ánh sáng cho mọi người. Ủa sao giống thợ điện vậy? Không, ý là ánh sáng chân lý. Chân lý chứ không phải là ánh sáng bóng đèn bóng điện. À. Đó. Với lại hôm nay lần đầu tiên ba chị em tụi em được ở đây làm mẹ chủ nhà. Làm mẹ thiên hạ. Cái gì? Mẹ thiên hạ. Mẹ thiên hạ. Chưa chắc. Vì những người chơi xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay là những người khách mời về ăn nói là họ có thể nuốt được một trong ba người này. Ủa, cái miệng rộng vậy sao anh? Ý là cái độ nói và cái sự duyên dáng. Đây là những con người hiện tại là rất trẻ trung mà được nhiều người yêu mến. Và thưa quý vị là khả năng nói là vô tận. Trấn Thành số 2 thì mấy người này là số 1. Trời ơi, ghê vậy luôn anh. Trời ơi, em nghĩ là cái miệng chồng chị không ai qua rồi đó. Ai vượt qua được ẩu. Mà bây giờ có người vượt qua luôn. Ba người gom lại, Trấn Thành không có cửa, đi ngủ. Ủa vậy được anh? Ủa vậy thì em mời ba người đó sống chung với em được không? Để trị lại chồng em hả? Để cho ông ngủ. Trời ơi, thấy số phận em cũng bi đát quá hả? Và ngày hôm nay, ba vị khách mời đầu tiên của mùa ba này là những vị khách mời vô cùng thông minh và nhanh nhẹn. Chúng tôi sẽ bí mật đến giây phút cuối cùng. Mời tất cả cùng nhìn về màn bóng. Một người ba cái đầu ba cái tay. Trời ơi, năm cái tay, sáu tay ba đầu. Em nghĩ là có ba người mới sáu tay chứ một người không thể làm mà ba đầu sáu tay được. Chưa, cái đó chỉ là hình thôi. Chúng ta cùng nghe voice, tức là cái giọng của họ. Xin mời. Ba kim ba đầu đang đi đâu, cột ba treo ba treo ba treo. Ủa, hát cái quái quỷ gì vậy? Ê, cái tổ hợp nó kỳ vậy anh. Hình như ba người hát ba bài khác nhau anh ạ. Đúng hát rồi. Kiểu này hát tới sáng không đoán được ai là ai. Nhưng mà đoán nghề đi anh. Nghề đúng không? Em nghĩ trong ba người này có một người làm bán mũ. Mũ à? À bán nón, mũ, nón, mũ, nón. Bán nón, bán nón. Không ai trong phim trường không mưa không nắng mà đội mũ hết á. Ờ thiệt nhờ. Bây giờ mình đoán đây là nam hay nữ? Giữa là nữ anh. À đội nón là nữ vì tóc dạ, dài. Dạ. Tóc dài uốn uốn quăng quăng. Hai bên là nam. Nhiều khi nữ người ta để tóc giống sao nam. Nam mà múa dẻo quá ta. Thì đó. Bây giờ chúng ta sẽ biết họ thực sự là ai. Xin mời bước ra sân khấu. Thưa quý vị, ba khách mời đầu tiên trong chương trình kỳ tài thách đấu mùa thứ ba: Minh Dự, Huỳnh Lập và Quang Trương. Trương thân mến, để tóc sao mà đứng đứa nói gái. Em buồn nhiều. Buồn nhiều. Thất vọng nhiều. Thất vọng cũng nhiều. Dạ, em cố gắng nâng em lên để quý vị khán giả sẽ cùng thấy cái mặt em nó được sáng sủa một chút xíu. Em sợ thì nó buồn chương trình mình lắm. Ủa à. Trung ơi, em là mới làm tóc đúng không? Dạ em mới làm tuần trước. Ờ làm tóc chỉ để đội mũ thôi hả? Dạ không, em làm tóc để em đem mắt để lau nhà. Mà cái lý do tại sao mà tới đây đội mũ này?
không có lý do là thật ra chưa có tiền đi uống ở phần trên. Đúng rồi, uống từ phần này á, phần ở trên đây là chưa uống. Trời ơi, hình như là nó không có tóc luôn á mọi người. Nói cho mọi người nghe, em bị hói trên đầu. Thực ra đây là style. Đùa thôi, chứ mọi người thấy đó, nói như vậy đúng như anh Giang nói là một cái style. Style. Một cái style gì mà hiếm vô mặt vậy anh? Một cái style hơi ướt át chút xíu đi, là lãng mạn chút xíu. Ghê quá. Thì bây giờ cảm giác Quỳnh Lập là khách mời đầu tiên của mùa này thấy sao? Em cảm giác mình một trong ba khách mời đầu tiên. Các bạn là nhóm khách mời đầu tiên đó. Dạ, đoàn kết lại chút xíu. Vâng, em rất là vui khi mà là một trong ba khách mời đầu tiên và chung với lại cái toán người này. Ôi trời đất ơi. Và em rất là vui luôn là bởi vì em đã có rất là nhiều cơ hội để mà đồng hành chung với chương trình. Đã tham gia những cái mùa trước rồi nên ngày hôm nay chắc em sẽ là người có kinh nghiệm nhiều trong ba người đứng ở đây. Hy vọng là mình khách mời mình đấu nhau mà. Thì ra. Rồi, bây giờ nói về Minh Dự là người hay làm thơ làm văn, làm câu thơ tặng chị Dạ chơi. Đứng lên cho người ta làm thơ chị. Ủa sao tự nhiên mới nhìn chị cười sớm vậy? Anh làm câu 6, em làm câu 8. Đó. Hôm nay chị thật là xinh. Hôm nay chị thật là xinh, mời em. Mời anh làm trước. Tại cái mặt chị Dạ, cái cấu hình á, nó không có nằm trong từ điển của em. Hôm nay chị thật là xinh, ngày mai vẫn thế nhưng xinh hơn nhiều. Nên không cách nịnh nọt. Đổi câu khác, câu đó bị thuộc về yếu tố nịnh rồi. Rồi vậy đổi câu khác nha. Dạ. Thiên thần có phải chị không? Thiên thần có phải chị không? Ừ. Thiên thần không phải là chị đúng không? Cái thơ gì kỳ vậy? Thơ lãng giang trời. Chung, làm cho anh coi chung. Thiên thần có phải chị không? Không. 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 Kết lại thành văn xuôi, em một cái dấu chấm vô rồi coi như kết thúc. Không cần suy nghĩ đúng chung. Ý em đối với chị Dạ với thiên thần, chị Dạ là một nàng tiên. Vẫn chưa nghĩ ra thơ. Chưa thỏa mãn em không. Em cảm thấy những con người làm thơ thiếu chữ xong tự dùng lời nói để gỡ lại anh. Bây giờ nè, thiên thần có phải chị không? Chị là con quỷ lông bông giữa đời đó. Em ơi, em đã làm gì với Minh Dự mà Minh Dự dễ thương của chị lại đối xử với em như vậy? Trong mắt chị Minh Dự dễ thương lắm. Sao trong mắt em thấy ghét chứ vậy? Nè, bây giờ cái thơ khác nè. Người nước ngoài đúng không? Nước ngoài sao giống nước ta? Nước ngoài sao giống nước ta? Nước ta sao giống nước ngoài vậy ta? Hợp lý mà. Bởi mấy đứa là chị đúng không biết văn học đúng không? Nó làm tầm bậy bạ văn học nè. Nước ngoài sao giống nước ta? Nước ngoài sao giống nước ta? À. Nước ngoài quá trẻ, nước ta già đều. Em ơi, nó nói em luôn anh ta. Nó nói em anh luôn mà anh cười. Ủa sao chửi anh? Ừ đúng. Nó chửi anh luôn không, đó. Anh thấy cái cánh tay nó hướng về phía đây. Đó. À, bây giờ người ta làm thơ rồi thì mình làm thơ ngược lại. Thơ gì anh? Đây, thơ là một bụng. À đây. Không, em không. Nè, anh cho câu đầu tiên. Răng nào thì cũng là răng. Em đố trước cho em. Rồi, đố. Răng nào thì cũng là răng. Răng hô thì có phải chăng nạo dừa. Chúc mừng em. Hôm nay người ta đã tới đây chơi là khách mời. Mình phải dùng những cái từ nó nhã nhặn. Nhưng mà người ta có nhã nhặn với mình đâu em. Người ta khách mời số nè, đầu tiên. Nè, coi Khoa sửa lại nè. Rồi, nhã nhặn nha. Răng nào thì cũng là răng. Đó. Răng hô thì cũng phải chăng nạo đu đủ. Nạo đu đủ. Không phải nạo dừa, nó cứng quá. Em phải rồi thì người ta cũng là khách mời, mình phải nạo đu đủ nó an toàn hơn đấy. Khoan, để em cứu lại hàm răng của em. Hô nào thì cũng là hô. Hô này thì lại là bồ trường giang. Bồ trường giang. Hôm nay thì sau khi chơi vui thì Minh Dự được một lần thả bóng, Trung được hai lần thả bóng, Huỳnh Lập sẽ được ba lần thả quả bóng vào những cái ô zigzag này để đem đến tiền thưởng. Ở đây chúng ta có từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, có ô có quà.
có ô nhân đôi và cũng có ô chia đôi và cũng có ô không đồng. Mỗi ô chỉ được thử một lần duy nhất. Tức là gì? Đã thả vào ô đó rồi thì giá trị tiền thưởng ô đó không còn nữa. Dự có quả nên thả trước đi. Thả trước đi. Ưu tiên cho Dự ha. Dạ. Số lần nè em. Số 5 nằm ở giữa nha. Đúng cái ô 5 triệu đấy. Thả trước cho xui luôn lần đi Dự ơi. Nhân 2 là nhân 2 cái điểm 1 của Dự ha anh. Cầu nguyện đi. Không nhân 2 cũng bằng 0. Cầu nguyện. Không có không bị chia và không bị nhân. Nhưng mà nếu lát nữa có bị chia hai thì không còn để chia. Đúng tức rồi. Là ô chia hai bây giờ không còn giá trị nữa. Yeah. Cũng phải có này cái kia chứ. Mà em ra lấy may mắn cho mọi quá người thả. Em là thần may mắn đó Dự. Không em cứ thả đi của em hết á. Chị thả trả đi. Chị không mất công có gì chị chịu trách nhiệm nữa. Chị trách nhiệm đi chứ chị lớn rồi. Chú Năm dễ lắm nghe chung nha. Thưa quý vị, rất may mắn. Quả đầu tiên là 5 triệu liền. Kinh khủng khiếp, Trung quá may mắn. Chị, bây giờ chị muốn chịu trách nhiệm cho cái mọi chuyện về sau không? Không, em thả luôn. Thôi vậy chị. Nhân 2, 5 nhân 2 là 10. Chị thả nhân 2 cho em đi. Chị thả đại đi, nó cũng văng ra ngoài à. Là những người khách mời đầu tiên của chương trình mùa 3. Rất may mắn, Quang Trung hiện tại là 8 triệu đồng. Bây giờ 3 quả còn lại dành cho Huỳnh Lập. Ủa, không được tiếp xúc vào đây à? Không sao đâu, làm đi, khán giả quýnh giá mình thôi. Bây giờ là còn vị trí 3 triệu, vị trí 2 triệu, vị trí nhân đôi. Ui, chị không làm đâu. Chị làm đi để chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Trời ơi. Quà tặng. Quà rồi luôn. Cái quà là thấy lại xui rồi đó. Xui. Mở ra búp bê là mệt đó. Đây là quà tặng. Tháo quà liền ha. Tháo quà liền. Đâu tháo chi, chỉ có cái hộp thôi đó. Bảy có quà bên trong. Tặng cái hộp quà để về tặng quà cho người khác. Ồ. Oh. Cái gì vậy trời? À, anh ơi, nè, chú bỏ ra. Đây là vật dụng để bớt khẩu nghiệp. Cái này là phải tặng cho Dữ. Quà của mình nhân dân nè, kẹp này trong chương trình vui anh. Để kẹp tiền á. Quà tặng đầu tiên, một máy kẹp nghiệp. Rồi, tiếp theo. Đây. Quà tặng thứ hai, một máy kẹp nghiệp lần hai. Yeah. Bây giờ nhân 2 nó là đỉnh cao luôn. Liệu rằng nghiệp bạn có nhân đôi? Đã nè. Nhân 2 còn nhân 2, quá. Trời ơi. Ủa sao mọi người vui quá vậy? Tham thì thăm đó. Nhưng một phần quà đã được trao cho Huỳnh Lập rồi thì hai phần quà còn lại cũng được trao cho Quang Trung và Minh Dự. Vậy là anh Lập á được hơn tụi mình một thẳng một món quà. Cảm ơn ạ. Dạ cảm ơn ạ. 2, 3 Yeah. 2, 3 Yeah. Máy kẹp nghiệp màu đen. Máy kẹp nghiệp màu da. Chúng ta đều có những cái nghiệp cần phải kẹp như nhau. Ồ, vậy chúng ta là ba anh em siêu nghiệp. Hey. Thưa quý vị, ngày hôm nay rất là vui. Cảm ơn ba bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các chủ nhà. Các bạn cũng làm rất tốt với việc giúp họ, chứ từ đầu giờ mình có hại ai đâu. Đúng rồi. Chưa hề hại ai hết. Mình giúp họ để là họ được điểm. Hay mà cuối cùng họ lấy toàn mấy kẹp nghiệp không.
chương trình mới làm là canh me cái màu áo của chúng tôi. Không, cái này là vô tình trùng khớp á. Nhưng mà anh ơi, tặng đôi dép Lào em còn xài được. Mà khoan đã, cái này là máy kẹp nghiệp, đâu phải đồ ăn đâu. Có gói hút ẩm làm gì nữa. Không phải đâu mọi người ơi, thì cái là một cái vòng tay đó. Wow. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị dành thời gian theo dõi cho số phát sóng đầu tiên của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào khung giờ định kỳ 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị sức khỏe và bình an.